bé em thấy nó đứng bán đây chắc cũng lâu rồi anh. Đúng rồi, con sát nãy giờ thì thấy bé cũng đứng lâu rồi, không biết là cha mẹ đâu, bé đâu. Linh cho chú hỏi nè, sao trời mưa con không về nhà đi? Về nhà không bán hết là bà ngoại ơi, nhà cao bính bà ngoại. Trời một ngày nhà. Là con bán bao nhiêu tờ vậy số? Dạ 50 tờ với 5 tờ. Rồi ngoại lấy số nhiều á thì bán 60 tờ với 7 tờ. Tại vì con về con nhớ mẹ, nhìn là con hóc á. À là khi mà con thấy là ba mẹ của mấy bạn đó chở đi như vậy là con khóc ha. Con cũng muốn được như vậy đúng không? Rồi đó con. Con muốn là mấy ông bà giúp đỡ cho con cái gì? Giúp đỡ cho con tiền rồi này. Con tiền để làm cái gì mới được? Con chữa bệnh cho ngoại với bà ngoại. Bà ngoại thì bị đau khớp, bà ngoại con thì bị giật. Đây, bây giờ ở trong đây là 48 tờ đúng không? Là bây giờ một là chú mua hết cái này cho con, hai là chú mua 20 tờ và cho con 300 ngàn, con chọn cái nào? Chọn mua hết. Sao vậy? Tại vì mua hết mới được đi chơi rồi. Bốn xin chào tất cả mọi người nha, chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ và an lành nha. Hiện tại bốn cùng với anh Quỳnh Hoàng đang đi trên đường, trời đang mưa cả nhà. Anh em bốn còn đang mặc áo mưa đây nè. Thì thấy một cái em bé đang đứng ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ kia bán vé số cả nhà. Đây nè, bóng zoom lên cho mọi người cùng xem nhé. Đó, nhìn rất là tội luôn. Đó, đội một cái nón mà đi chân không nữa. Đứng bán mà thấy chắc ướt hết rồi, nãy là mưa rất là to. Thì bây giờ bốn mời mọi người cùng với bốn đi qua đó hỏi thăm thử hoàn cảnh của bé như thế nào mà phải bán như thế nha cả nhà. Rồi mời cả nhà cùng thấy cho bốn nha. Bé đang đứng đó cả nhà. Bây giờ đi anh em mình qua đó một xíu đi. Đợi đèn đỏ xíu anh. Đợi đèn đỏ xíu, đang đèn đỏ. Đó, thì bé em thấy nó đứng bán đây chắc cũng lâu rồi anh. Đúng rồi. Con sát nãy giờ thì thấy bé cũng đứng lâu rồi, không biết là cha mẹ đâu, bé đâu. U. Sao con cái chú kia tự đứng là tự ngã nha ta. Rồi mình qua đó hỏi đi. Ô chào ơi, trời ơi cái chân kìa. Ô đây con mưa gió không về nhà. Bán hết mới về hả? Trời đất ơi. Con vô trong đi, các chú nói chuyện với con xíu ha. Rồi bây giờ đây à, chú chào con nha. Chú xin phép chú gắn dưới đây lên nói chuyện với con một xíu nha. Dạ. Con ơi, con tên gì? Con Linh. Con tên Linh hả? À, bé Linh năm nay mấy tuổi? Con 9. 9 tuổi hả? À. Trời ơi, 9 tuổi có chút xíu vậy đó hả? À. Trời ơi, 9 tuổi nè cả nhà. Có chút rồi, ép à. Tối này lâu chưa? Dạ lâu rồi. Chiều bán bánh nha, sáng bán số. Chiều bán bánh, sáng bán vé số. Con bán bánh gì? Dạ bánh khoai ngọt. Bánh khoai đỏ hả? Khoai ngọt. Khoai nhỏ hả? Trời đất ơi. Rồi con có đi học không? Dạ không. Không đi học hả? Con học trường Hán không à. Ngày có 10 ngàn à. Ủa học trường gì mà có 10 ngàn anh? Dạ người ta thấy con nghèo quá, người ta không có lấy tiền luôn. À vậy hả? Nhà con nghèo lắm hả? Trời ơi. Mà ba mẹ đâu mà đi bán cái số vậy? Dạ ba mẹ con đi bỏ rồi. Đi bỏ rồi hả? Ba mẹ đi bỏ hả? Mà bây giờ là 11 giờ mấy rồi anh? À, con ăn cơm chưa? Chưa. Chưa hả? Trời đất ơi, 11 giờ mấy rồi đứng giữa. Trời giữa đất mưa vậy mà đi bán lấy số. Trời, đang mưa có nhà. Không có mặc mang dép luôn. Dép con đâu? Không có dép. Không có dép hả? Trời đất. Ý là con mới mất hay là con không có dép mang luôn?
Dạ có, nhưng mà con có quen nghe dép. Vậy hả? Con phải đi chân không hả? Rồi đi chân không lỡ đạp những sành những chén rồi sao con? Dạ con có đạp. Trời ơi cả nhà. Rồi trời nắng cũng như trời mưa. Trời nắng cũng như trời mưa con đều bán ở chỗ đây hả? Dạ. Trời đất ơi. 9 tuổi chắc cao chắc con khoảng chừng 80 phân rồi cả nhà. Trời thấp chuẩn à. Trời ơi. Ủa mà ba mẹ con bỏ đi hết luôn hả? Rồi giờ con ở với ai? Con ở với bà ngoại với gì con? Ở với bà ngoại với ai nữa? Với ông ngoại con. Giờ ở với bà ngoại với ông ngoại. Ông rồi ngoại. Con đi bán vé số như vậy rồi tiền đưa về cho ai? Đi cho ngoại lãnh số. Đưa cho ngoại lãnh số hả? Rồi con ngoại có đi bán phụ với con không? Không hả? Ngoại đi bán phụ với con. Mình đi vô chỗ kia đi, mình nói chuyện đi. Bây giờ vậy nè. Cũng chưa là giờ chú dắt con vô đi uống nước hoặc là ăn cơm nha, ăn trưa nha. Rồi chú cho chú hỏi chút chuyện nha. Rồi tí nữa chú mua vé số cho con nha. Rồi đi, đi anh. Nhà mình phép mình tắt máy ở đây cả nhà. Nó đứng đây nó mưa nữa. Đang mưa đó cả nhà. Bé đứng ngay chỗ ngã tư luôn này cả nhà. Mà bán vé số như thế này nhìn rất là thương luôn á. Thôi đi, đi ra đó đi. Bé Linh con muốn ăn cái gì? Ăn cơm. Con vô đi, con chọn món đi. Con vô trong đi. Bé Linh. Con vô đây nè. Con vô đây. Con ăn cái gì con kêu đi. Con ăn cái gì? Trời ăn mưa cơm. Quá trời luôn cả nhà. Ăn cơm hả? Ăn cơm với gì? Ăn cơm với hạt. Ăn cơm với hạt. Hả? Với hạt đó. Ăn với thịt hả? Con lại bàn ngồi đi. Rồi đây, cơm tới rồi đây. Rồi, cảm ơn cô. Để số như vậy nha. Hả? Con bỏ số vô đi. Bởi số vô đi ăn cho dễ. Rồi con chan nước mắm lên con ăn đi. Cái này là phải chan nước mắm lên ăn ha. Bình thường con có ăn cơm ở đây không? Không. À vậy hả? Vậy buổi trưa thường thường con ăn cơm ở đâu? Ăn cơm ở ăn nhà. Ăn nhà hả? Người ta có người ăn cái đó. Ta cho cái gì ăn cái đó hả? Rồi đó. Bây giờ cho quay nè. Rồi ta bưng cơm ra quay chứ. Con ăn đi. Giờ cho cháu nó ăn rồi cả nhà. Ăn cơm đi, ăn cơm xong rồi chú hỏi xí vấn đề nghe chưa? Ngon không? Ngon. nhìn thấy tội quá ha. Hồi nãy giờ là anh em mình đứng quan sát đó, anh thấy tội ghê luôn, đứng ngoài trời mưa đứng bán vé số luôn. Rồi... Mà sao Linh cho chú hỏi nè, sao trời mưa con không về nhà đi? Trời nhà không bán hết là bà ngoại ơi. Người ta quýnh bà ngoại. Gì kỳ vậy? Ai quýnh? Bán không hết là người ta quýnh bà ngoại. Tại vì hắn có tiền số trả cho người ta. Ôi trời. Bán mà không hết là người ta quýnh bà ngoại hả? Rồi do sao? Con nói do sao? Nói là không bán hết là người ta quýnh ngoại. Là không có tiền trả cho người ta rồi người ta quýnh đó. Vậy hả? Từ trước tới giờ con có được học lớp mấy chưa? Ngoại chưa làm vé sinh. Vậy hả cô? Chưa đi học luôn hả cô? À, chưa đi học đâu mà lớp mấy, cô nói vậy đó. Ủa cô biết hoàn cảnh bé này không cô? Bà mẹ nó đi. Là ba mẹ con đi hết luôn rồi hả?
đi hồi lúc nào con biết không? 3 tuổi. Hồi lúc con 3 tuổi hả? Là ai nói cho con biết? Dạ bà ngoại. Bà ngoại nói vậy hả? Bỏ nó từ hồi còn nhỏ rồi hả con? Bỏ nó nhỏ rồi. Bỏ 3 tuổi á. Hồi nãy anh em con đi trên đường á, anh em con thấy đứng nó bán cái số ở ngay đèn xanh đèn đỏ mình nè. Ba nó thì đi ghe rồi cũng lấy vợ khác, má nó lấy chồng khác rồi. Trời ba ơi. Lấy ba lấy vợ khác, mẹ thì lấy chồng khác. Người đứa nhỏ đó. Con ăn đi, con ăn đi. Có cứ ăn 9 tuổi nó đẹp có chút xíu à. Cái chừng nước nó đổ ra, đổ con người đó con, cái chanh nó đổ con người đó nóng á. Không có, bà nói con là không có tiền vé số là đi xin hả? Đi xin ăn hả? Con có đi xin không? Không có hả? Con đi bán vé số dưới bán bánh thôi hả? Dạ, với đi xin tiền á. Ờ, thì bà nói là con đi xin tiền đó. Mà chỉ cần tiền có một lần à. Xin tiền có một lần hả? À? Ngàn xin lần. Ờ. Bé còn rất là nhỏ, nhìn thấy thương quá anh. Nhà. Rồi con có nhớ mẹ không? Dạ. Con nhớ mẹ không? Dạ. Mẹ con đẹp không? Em giống như con nè. Ủa giống như con vậy hả? Không giống như con. Thôi chừng sàn qua, tới chén canh qua, chén canh lại là có chừng có đổ người á. 9 tuổi rồi đó cả nhà. 9 tuổi mà nó thật sự luôn là Quỳnh Hoàng nhìn cứ nghĩ là 5-6 tuổi rồi cả nhà. Đó, có chút xíu à. Cao chắc có khoảng chừng tầm 84 à. Cờ đó chứ không mấy đâu. Trời ơi thấy chút ép ra. Trời nắng cũng như trời mưa đứng ngay chỗ đó bán. Nhà con ở gần đây hả? Ừ. Rồi ba chú nghe nói là bà nãy bà mới nói đó là ba đi ghe rồi ba có vợ mới hả? Ủa ba có đứa gì ghe đâu? Hả? Không ba con đâu đi ghe đâu? Con đâu đi ghe đâu? Ủa sao gì đó không biết á? Nói đại á. À, đại á. Ba con đổ người ghê không? Ba nó đi ghê rồi, má nó đang bán chiếc số đâu. Ba nó là mình thấy hiền đó. Thấy vợ sao mày đẻ ra đi đất ghê cả nhà. Thôi để bé ăn đi anh. Rồi bé lên ăn xong rồi ha. Ăn no chưa? No rồi hả? Trời ơi, ăn một đĩa cơm mà ăn không hết cả nha. Rồi bố mua thêm cơm thêm. Xong rồi đem về cho bà ngoại ăn ha. Chứ bây giờ ăn không hết bỏ cũng uổng cả nha. Mà bé Linh cho chú hỏi nè. Ba con đâu? Ba nghi bỏ. Rồi đi luôn rồi hả? Hay là có ở gần nhà con đồ gì không? Có. Có ở gần nhà con luôn hả? Nhưng mà không có qua thăm con hả? Ba có nhìn mặt con mà. Sao? Sao con đừng có đụng vô đó, con đừng có đụng vô. Sao? Ba con sao? Ba con nhìn mặt con. Ba con nhìn mặt con hả? Đâu có hôn còn đâu. Nhưng mà ba có cho tiền con nuôi con không? Có mua đồ ăn cho con không? Không. Ồ, rồi có qua thăm cho con không? Không luôn hả? Thế còn mẹ con? Mẹ con ngày qua 5 lần. Bao nhiêu ngày? Một ngày qua 5 lần. Mẹ con một ngày qua thăm lần hả? Con thấy mấy cậu nè rồi mẹ con chạy rồi. À cứ thấy ai là chạy luôn hả? Có qua thăm con nhưng mà thấy người lạ cả là chạy luôn hả? Thấy chú Cảnh này nè rồi mẹ con chạy á. Sợ quay rồi mẹ con không biết nói gì. À vậy hả?
cứ thấy ai quay phim á là chạy hả? À. Mỗi lần mấy chú nè, hôm qua mấy chú ra nhà con hỏi á, rồi mẹ con chạy đó. À, có mấy chú qua nhà con hỏi ha. Xong rồi hôm qua là có mấy chú xuống nhà con quay đúng không? Rồi chưa chú hỏi nè. Rồi con đi bán vé số vậy nè, là tiền về là đưa cho bà ngoại hả? Dạ. Rồi đưa cho bà ngoại, rồi bà ngoại để mua đồ ăn hay làm sao? Mua đồ ăn. Đi tiền số á thì đưa cho người ta lẫn số. À. Rồi chú nghe hồi nãy con nói nè, là con có bán bánh nữa hả? Dạ. Rồi, một ngày dạ. Là con bán bao nhiêu tờ vé số? Dạ, 50 tờ với 5 tờ. Rồi ngoại lấy số nhiều á thì bán 60 cờ với 7 cờ. Ủa gì kìa? 50 tờ với 5 tờ, 60 tờ với 7 tờ. Ờ. Nghĩa là lẻ. Cháu không đếm lẻ được á bố. À. 50 tờ với 5 tờ. Dạ. Rồi hoặc là bữa nào mà lấy nhiều là 60 tờ với 7 tờ. Sao lấy lẻ vậy? Rồi cho chú hỏi nè. Đó, rồi con đi bán vậy có khi nào mà bị người ta ăn hiếp không? Không. Có bạn con ăn hiếp không à? Bạn con ăn hiếp hả? Bạn con ăn hiếp sao? Quýnh hả? Quýnh con hả? Dạ. Rồi con khi đó con làm sao? Đi đó thì con về. Con về hả? Về con mét hả? Có mét đâu. Con bỏ về vậy thôi chứ con không có mét ai hết hả? Trời, con quýnh lại không à? Con quýnh lại luôn. Con nhỏ chút xíu vậy mà sao con quýnh lại ai? Đến lại mà. Ghê vậy hả? Rồi giờ chú hỏi nè. Con bán cái số ở ngay đèn xanh đèn đỏ, chú thấy có cái ông bự mập mập á. Ổng mùa rối ổng xin tiền á. Ở gần con đó. Con sợ ổng bắt bỏ vô cái túi ổng hả? Túi ổng đâu bự đâu. Túi ổng bự lắm á. Chú thấy có cái túi bự. Hai người ta cho tiền ổng xong rồi ổng còn quỳ rồi người ta bắt lên rồi ổng mang mấy lần luôn. Thế người ta có bắt con lên công an lần nào chưa? Con bán cái số người ta không bắt hả? Không. À hay vậy hả? Con có sợ không? Nè, người ta cho tiền xong rồi cái quỳ gói người ta bắt nữa đó. À. Thế con có sợ người ta bắt con không? Không. Vì sao? Nít đâu có bắt đâu rồi đâu mới bắt. À con nít có không bắt hả? Rồi phải. Con đi bán giữa khi nào mà con thối tiền lộn cho người ta không? Không. Hay dữ vậy trời. Con biết đếm không? Biết. Con đếm từ bao nhiêu tới bao nhiêu được không? Biết. Con đếm thử coi. Con Con biết đếm tới mấy? Dạ, phan chú ơi. À, lấy cái số ra đếm cho coi nè. Mục sở thị. Rồi, còn cái số nhiều dữ vậy hả? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Nhầm rồi. Á lão, đếm gì hướng đó cả gì đấy. Đếm gì nè mới dễ à. Đếm nè cả nè này ướt rồi. Dạ con đếm nè, đếm nè mới mau. Nhưng mà bây giờ vé số ướt rồi giờ bán được không? Hả? Không được hả? Dễ giờ làm sao? Hả? Dễ giờ làm sao? Ai biết? Ai biết? Giờ chết rồi, giờ bán không được nữa rồi, sao ta? Chú mua hết đi. Chú làm gì có tiền mà mua hết. Chú quay phim có tiền nhiều mà. Chú quay phim có tiền nhiều. Như vậy nè, giờ chú hỏi nè. Rồi giờ này là gần 12 giờ rồi. Rồi bán còn một cọc như vậy rồi chừng nào bán hết? Ai biết. Chừng nào người ta mua. Con đi bán từ lúc mấy giờ? Dạ, tới sáng á. Cứ rồi sáng con... lên là đi thôi. Con bán không hết rồi về rồi bà ngoại có la có đánh không con không? Về con quýnh. Về quýnh hả? Quýnh nhiều không con? Về lấy cái cây chè quýnh ha. Quýnh gì nói thì sao? Thì nói bán mốt mà ôm đi. Ôm rồi về quýnh.
Trời, thấy thương cả nhà. Rồi con đi bán vậy nè. Rồi một ngày rồi con đi bán ở xa không? Dạ không. Thôi bán vòng vòng ở đây thôi. Dạ bán vòng vòng ở này với trên lậu với trên quán. Không bán hết á thì lên đổ về bán. Sao con? Đổ về. Lên con... quán lậu dê. Bán không hết rồi chạy lên quán lẩu dê bán. Là con lên đó là ban đêm hả? Rồi. Dạ. Ban đêm mới có. Ban đêm đâu bán được nữa đâu ta? Không, ban đêm có bán mà. Nhưng mà tới khi đó là vé số giò rồi, đâu bán được nữa đâu. Nhưng mà không bán được mà vẫn bán. Không bán phải. Không bán. Ừ. Bán vé số mới phải không? Ừ. Rồi con đi bán như vậy nè. Có khi nào bị người ta giật vé số, người ta lấy vé số con không? Có. Có nữa hả? Có làm gì á. Đầu bự á. Đầu bự giật vé số con. Bé lên cho coi chú hỏi nha. Nhưng mà nó chưa về vé số con đâu, lại là số lớn mà. Ừ. Bé lên cho chú hỏi con nè. Là con không có đi học lên trường hả? Con đi học ở nhà người ta hả? Rồi có bây giờ mà con thấy là có mấy bạn bằng tuổi con mà đi học trên trường không? Hả? Rồi con có thấy là ba mẹ mấy bạn đó chở đón bạn đó đi học không? Rồi khi đó con nghĩ gì? Nghĩ đi bỏ. Đi chỗ khác bán. Tại sao vậy? Tại vì nhìn chứ. Hả? Sao? Tại vì con về con nhớ mẹ. Nhìn là con khóc á. Là khi mà con thấy là ba mẹ của mấy bạn đó chở đi như vậy là con khóc ha. Con cũng muốn được như vậy đúng không? Rồi đó con. Đây nhà. Bây giờ giống như mấy chú như quay video như vậy nè. Mấy chú up lên mạng xã hội á, up lên YouTube á. Con biết YouTube không? Dạ biết. Chú up lên đó mà được mấy ông bà Mạnh Thường Quân ở trong nước và ngoài nước mà hỗ trợ giúp đỡ cho con á, thì con muốn là mấy ông bà giúp đỡ cho con cái gì? Giúp đỡ cho con tiền rồi này. Con tiền để làm cái gì mới được? Con chữa bệnh cho ngoại với bà ngoại. Bà ngoại thì bị đau xương khớp, bà ngoại con thì bị giật. Bà ngoại con là bị đau xương khớp hả? Còn ông ngoại là bị co giật hả? Dạ. Ở nhà. Ông ngoại con bị sao vậy? Bị sao mà giật vậy? Dạ ông ngoại con, đầu ông ngoại con bị giật á, ông muốn rượu đâu là ông giật à. Ông ngoại con mỗi lần uống rượu vô là giật ngoại. Rồi chú hỏi nè, rồi hả như vậy thì con đi bán như vậy nè, là về con nuôi cả bà ngoại với ông ngoại luôn hả? Dạ. Rồi ông bà ngoại không đi làm được hả con? Dạ không. Lúc đó bà ngoại làm được rồi, ông ngoại quậy đập xe ra rồi người ta bắt ông ngoại á, rồi ngoại nghỉ làm rồi. Ở nhà bán cơm không à. Trời ơi, cả nhà. Bây giờ như vậy ha, vé số còn mấy chục tờ. Đếm lại coi nó còn bao nhiêu tờ. 50 cờ với 5 tờ 1 cờ á. Đếm lại coi. 2, 3, 3, 4, 4.50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 50, 30, 30 lọ. Không biết đếm. Không biết đếm. Hai cả đếm đi. Rồi bây giờ vậy ha. Bây giờ chú đếm nghe chưa? Ok. Đây chú đếm chưa? Đây chú đếm ha. Chú đếm lại nè. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 tờ. 40 vé 8 tờ. 40 vé 8 tờ. 40 vé 8 tờ. Ủa đâu phải đâu. Có lộn không? Sáng giờ bán mấy tờ rồi? Tôi bán đà. 9 tờ. 9 tờ. Con lấy bao nhiêu tờ với số? Lấy 50 tờ với 5 tờ. Là 55 tờ. 55 tờ. Mở trong đây bao nhiêu? Trong đây là 8. 48. 48 dưới 9 là tới 57 tờ. Ủa sao? Có ai cho tiền con không? Có ai cho tiền con không? Mà sao thì dư 2 ngàn, 2... Dư 2 vé nữa nè. Sao kỳ vậy? Đó, giờ bây giờ vậy ha. Giờ hai chú sẽ mua giúp cho con 20 tờ. Nghe chưa? Hiểu không? Thôi cầm đi anh. Bây giờ cứ giờ này thì cũng chưa rồi cả nhà. Đây, con... bây giờ ở trong đây là 48 tờ đúng không? Là bây giờ một là chú mua hết cái này cho con. Hai là chú mua 20 tờ và cho con 300 ngàn, con chọn cái nào? Chọn mua hết. Sao vậy? Tại vì mua hết mới được đi chơi rồi. À, bán hết rồi mới được đi chơi phải không? Còn bán không hết là vẫn phải bán đúng không? Còn tiền đó là đem về cho bà ngoại. Nên là con cũng không biết đúng không? Khôn ghê không? Giờ quan trọng là bán hết cái đây thôi đúng không? Tiền chứ là còn... bán hết rồi đây. Số không có tiền đắp vô đâu. Nhưng mà chú cho tiền con không, chú mua 20 tờ xong rồi là chú cho tiền con nữa là con không. Đủ tiền đưa vô cái số rồi. Không chịu. Sao vậy? Mua hết đi. Mua hết phải chịu à? Con giờ chú hỏi nè, con đi bán cái số thì con mời người ta như thế nào? Phải mời nghe ngọt từ à, bây giờ con cầm đi. Con mời chú đi, mời sao mà mời chú sao nghe được vậy con mua. Nó mát lòng nên tôi mua cho. Chú mua số đúng. Trời ơi, đấy chưa mát. Chú mua số à, cái phần vé chú. Ừ, mình phải nói sao hả? Giờ về là mình hai anh em mình mua con vé thôi. À, mua con vé người ta dạy người ta mua con vé thôi. Đâu nên nói sao mà nghe. Con nói sao nghe ngọt ấy. Ngọt nó mát cái ruột là mua hết luôn. Suy nghĩ đi, con suy nghĩ đó. Rồi, nói cái gì vậy? Cái gì vậy? Suy nghĩ đi. Rồi, con nói sao? Rồi, nói đi. Chú, cái còn 2 vé chú. Hồi nãy nói mua 1 vé, giờ chuyển thành 2 vé. Được không? Không, con nói vậy là chú chưa thấy mát ruột thế. Nói sao mà nghe người ta, hả? Thương người ta mới mua. Anh ngồi đi đàng hoàng cái. Người ta thương người ta mới mua chứ còn mà nói vậy người ta đâu có thương đâu. Chú, cái còn vậy anh chú. Chú bày con nha. Chú bày con nha. À, nếu mà con gặp phụ nữ thì con nói là chị đẹp ơi chị đẹp mua giùm em đi nha. Còn ví dụ như lớn một xíu là cô ơi cô đẹp gái ơi cô mua giùm con đi nha. Còn ví dụ như con thấy là mấy anh mà lớn á, mấy anh lớn tuổi xíu là con nói là anh đẹp trai ơi mua giùm con mua giùm em tờ vé số đi. Không, con không dám nói gì đâu. Rồi không là con thấy chú nào mà bụng mà bự á, là con kêu là chú đại gia ơi mua giùm con tờ vé số đi chiều trúng á. Nghe không? Không, mình nói mình khen người ta là người ta thấy vui là người ta mua thôi. Nghe không? Bây giờ thị phạm lại đi, giờ nói lại thử coi. Chú đại gia kêu con vé chú. Không, chú thích đẹp trai hả? Chú đẹp trai kêu con vé chú đẹp trai. Ok, mua vé đúng không? Thôi được rồi, không giỡn với bé nữa cả nhà. Tiền đâu? Vậy? Lỡ quên tiền để ở nhà rồi. Bây giờ là con biết tờ tiền đây không? 100 ngàn. Rồi.
100 tờ, 100 ngàn mua mấy tờ vậy số? 10 tờ. Mua 10 tờ là tặng tờ đúng không? Có khuyến mãi không? 10 tặng 1 không? Mỗi tờ đây mấy ngàn? 500. Mà mua được mấy tờ? Mua cái gì không biết nữa. Mua được 500 tờ. 50 tờ. 50 tờ á? 100 là mua 10 tờ đúng không? Thì 500 là mua 50 tờ. Phải không? Bây giờ chú sẽ mua hết cái số này của con. Là con nghĩ là đủ không? Dư. Dư bao nhiêu? Không biết nữa. Dư 20. Hồi nãy là 48 tờ đúng không? 40 tờ. Dư 8 tờ. Dư này càng lắm chú ơi. Hả? Dư này càng lắm. Không phải đâu, dư có 20 thôi. Nhưng mà bây giờ chú mua hết cái đây bằng tờ này con chịu không? Chịu phải không? Ok rồi. Đây. Rồi cho chú mừng lại tới giỏ với thêm cái số giò nghe, để hai chú đi bán lấy lại tiền chứ. Bây giờ cái số đây là chú phải đi bán lại nè, chứ chú đâu có chơi cái số đâu. Chú này nhiêu kẹn. Con cho chú mượn cái giỏ đó đi. Để chú đeo chú bán. Dạ. Cho chú mượn cái giỏ với thêm cái số giò nữa. Ê chú có gì không? Bây giờ chú nói đây nghe. Ở trong này á, là sẽ dư 20 ngàn. 20 ngàn này là con cắt đi. Bữa nào mà con đói bụng hay là con muốn ăn cái gì á, là con mua ăn nha. Rồi còn con đưa cái số tiền còn lại cho bà ngoại để bà ngoại trả tiền vốn nha. Được không? Ở trong đây là dư 20 ngàn. Chắc chưa? Chú lớn chú đâu lừa con đâu. Đây có bà nè, có cô nè. Rồi có ông bà ở trên video quay video coi nè. Ở trong đây 48 tờ đúng không? Rồi đếm lại thôi, đếm lại thôi phải không? Suy nghĩ lại đi, có chắc chắn không chứ? 40 tờ, 8 tờ phải không? 40 tờ, dưới 8 tờ. Dạ. Là bao nhiêu tiền? Là bao nhiêu tiền để tính coi. Dư mà chú. Dư nhiều mà. Thì ý là chú đưa tiền dư hả? Ngồi đang hoàng. Bé Linh, chú đưa tiền dư hay là thiếu? Dư tiền dư. Dư. Dư phải không? Vậy là ok, vui rồi đúng không? Có vui chưa? Vui rồi. Sao thấy mặt có suy nghĩ rồi? Hình như mình bị lỗ ta. Không có lỗ. Không có lỗ rồi không? Rồi ok. Nhưng mà dư. Dư cũng được, dư thì chú cho con. Con dư được 90 ngàn. Ừ kìa. Không quan tâm. Đang đi mua cái bị. Giờ chú phải đi kiếm cái bị để chú đi bán lại nè. Cho bấy nhiêu chú đâu có chơi số đâu. Nó cho luôn. Nó trừng kìa. Nó cho luôn cái vỏ luôn. Trời ơi cho cũng vỏ rồi ngày mai lấy gì mà đi. Có trừng rớt tiền nghe chưa? Bỏ vô đi. Chú này có dư không? À. Có dư 20 không đó. Không. Chú ra được cần tiền lẻ đây. Chú không có tiền lẻ. Thôi con cầm về con đưa cầm cho bà ngoại nha. Bà ngoại đổi giấy số với cho. Hồi nãy anh đếm kỹ rồi đúng không? Cái lỗ nó tội. Vé gì à? Nằm vé. À 55 vé. Phải không? 55 vé bây giờ nó máy trong đó là còn dư 20 rồi. Chúng nó cho 20 rồi, dư 40 rồi đó. Dư được 40 ngàn rồi đó. Vẫn còn đang suy nghĩ. Chưa xét nổi. Nhưng mà còn dư. Dư nhiều lắm. Kệ dư là cho con. Được không? Cho con nghe chưa? Nha, dư cho con ha. Dư mấy chục. Dư mấy chục cho con. Dư ra con lấy 100 nghìn. Không. Bây giờ con về. Bây giờ là con phải đem về cho bà ngoại. Bây giờ con về con đem cho bà ngoại. Bà ngoại ơi, dư ở trong này là chú kia cho con tiền dư trong đây. Bà ngoại lấy đủ tiền lại đi, xong một phần dư của con là 40 ngàn. Bà ngoại đưa cho con. Cất cho con hay là bà ngoại đi trả cho con để con mua bánh hay mua cái gì đó nghe chưa? Bữa nào con đi bán mà con thấy thèm cái gì là con mua nha. Đang dư hay là 90 ngàn? Không phải, dư 40 ngàn thôi. Không, 90 ngàn gì nè. Cứ bỏ vô đó là không phải mất. Thôi được rồi, kết thúc video anh ha. Này 500 ngàn. Đúng rồi, con cắt tỉ nha, chứ không mất một cái bà ngoại đánh á. Nha. Cắt đi nha. Tại vì bây giờ hai anh em bố có việc chạy vô ở trong kia. Nên là có việc ở trong đó nên không thể vô nhà của bé được. Thì hẹn một bữa nào đó anh em mình chạy vô trong đó xem thử như thế nào anh ha. Ok. Thôi được rồi, bây giờ hai anh em bốn cũng xin phép kết thúc video tại đây.
Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở video lần sau. Nếu như mọi người thấy thương bé Linh thì có thể là comment bên dưới hoặc là có thể liên hệ dưới hai anh em bốn để có thể là hỗ trợ cho bé phần nào gì đó ha. Còn bây giờ thì bye bye bé Linh nha, hẹn gặp lại ha, bye bye nha. Ok.